thể là một cú đá thẳng về phía cầu môn của đối phương. Tỷ số được mở cho cao thủ Trà Sơn Bắc. Một pha phối hợp đá phạt làm bất ngờ hàng thủ của cao thủ Cao Bằng, và người đã ghi bàn đó là Minh Hiếu. Anh Vũ, bóng đá kỹ thuật của anh đã phải vất vả. Đá trúng chân, không được. Phạt góc cho Trà Sơn Bắc. Được rồi. Chú Đạo. Tỷ số là 2-0. Ngay sau pha bỏ lỡ trước đó thì bây giờ Đà Hải đã ghi bàn. Làm lại tình huống dứt điểm dễ dàng và hiểm móc của Đà Hải. Bóng đi sệt rất khó chịu. Không được. Vừa rồi là pha phạm lỗi tổng hợp thứ 6 của cầu thủ Cao Bằng, và bây giờ là quả đá phạt penalty 10m. Rất gọn gàng. Cú đá tuyệt vời của Văn Quân. Không có bất kỳ một sai lầm nào Cao Bằng. Sự bạn cho Trà Sơn Bắc. Chúng ta cú đá quá hiểm không, và đặt lòng chân trái rất chính xác. Đường của các bóng là chi chí. Thôi, đó là pha dứt điểm của thủ môn Phạm Văn Tú, không phải đối mặt nhiều với quả bóng nguy hiểm của không được. Thực hiện quả đá phạt góc, đó là tình huống đặt lòng và pha bóng của thủ môn bên phía Cao Bằng Nguyên Đạt. Bóng đã đi thẳng lên khán đài. Vẫn còn, và có kịp thời của đội trưởng Anh Vũ. Nhưng sau đó cầu thủ Trà Sơn Bắc đã có cơ hội rất lớn, và tỷ số là 4-0. Đó là pha ghi bàn của Hoàng Sĩ Linh. Một pha phản công rất chính xác của Trà Sơn Bắc. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền dọn gỗ của Xuân Linh cho Sĩ Linh kết thúc. Có khá đông người hâm mộ đã có mặt tại nhà thờ và gió thì Hoàng Sĩ Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Rất nguy hiểm, bóng đi trúng cột dọc. Và xử lý, chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Thanh Phong đã giành phát. Và rất căng, và thứ tuyệt vời của Thành Tín, và tỷ số là 5-0. Và rất hiểm hóc của Thành Tín. Lối chơi của cầu thủ Trà Sơn Bắc. Rồi, cú đá ngay và đã có bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất tuyệt vời của Văn Tuấn. Cú đá bằng mũi giày chính xác, bóng đi vào góc cao, làm bó tay thủ môn của Cao Bằng. Sự hiệu quả rất cao của mình trong những tình huống tấn công. Họ đã có được 2 bàn thắng ở hiệp đấu này. Rất nguy hiểm. Thêm một cú đá nữa của cầu thủ Trà Sơn Bắc. Có lẽ trong ít phút tới các bạn cũng sẽ chơi power play để có thể tìm kiếm bàn thắng. Rất nguy hiểm, và cảm phá tốt. Trọng Tín. Cơ hội.
cuối cùng thì Cao Bằng cũng đã tìm được bàn thắng ở đúng giây cuối cùng của trận đấu sau pha dứt điểm của Thanh.